mọi người đang có mặt ở hẻm bia. À đây nè, hẻm bia nè nghe. Nó nãy chạy qua không thấy. Nó chạy qua không thấy. Hai cái đều là số giống nhau hả? 9201. Phải biết chị lựa. À, hẻm bia này thì nằm ở đường Phạm Ngũ Lão mọi người, à, gần Bùi Viện luôn. Cái đường mà đi vào nè, trời, văng đèn lồng rất là đẹp luôn á mọi người. Bà chị Ngọc đang mua vé số. Đi vô hỏi có bàn không hả? Không đặt, khéo cả băng tới à. Biết cái chị mẹ tới đi. Thôi đi vô đi nha, em thấy đi vô đi nha. Chứ mà không có bàn đâu nha. Đúng rồi. Đầu tuần mà quán khá là đông mọi người. Còn bàn nữa mà, chị mình coi. Phải nói cảnh ở đây trang trí rất là đẹp luôn á mọi người. Nhìn mê thật sự. Đây là menu của quán nè. Thì Ngân thấy có bán rất là nhiều đồ ăn vặt luôn, à, có cái gì há cảo, rồi dim sum nữa mọi người. Rồi bên đây là bia cũng rất là nhiều loại. Trung bình khoảng tầm 50 mấy ngàn một chai thì Ngân thấy cũng không có quá mắc. Ở đây mà vô sống ảo là thôi đúng bài. Nhưng mà mọi người ơi, ở trong đây thì không có cho đem máy cơ vào nha mọi người. Nói chung là Ngân đi chụp bấy bá một hồi luôn thì mới bị anh phục vụ ảnh lại nói Ngân là không có được sử dụng máy cơ ở đây. Thì Ngân cũng có thắc mắc hỏi là tại sao, thì ảnh nói là ở đây máy cơ thì có thể sẽ phụ thu thêm tiền, chỉ cho chụp bằng điện thoại thôi. Đây có kêu ít khô gà lá chanh để nhâm nhi nè. Bà chị Ngân thì say sưa bấm điện thoại. Đây, bia đã có rồi. Ngân uống Strongbow Strawberry. Bà chị Ngân thì uống Tiger Bạc. Ngân thích uống cái Strongbow này nè. Vị dâu rồi vị táo nữa. Bây giờ thì đi lên cầu thang ở trên đây nè mọi người. Ở trên đây có rất là nhiều góc để sống ảo luôn. Rồi cái cầu thang đi lên thôi là thấy đã rất là đẹp rồi á. Ở đây có một cái tấm gương nè. Đứng chụp ngay tấm gương thì cũng đẹp hết chứ. Ôi nhìn từ trên xuống dưới đẹp dã man luôn á. Nhưng mà thật sự không gian thì nó không có rộng lắm đâu mọi người. Được cái nó dài. Đây góc chụp thần thánh mà ai đến cái hẻm bia này cũng sẽ chụp nè mọi người. Nghe cái cầu thang nè. Ở quán thì mở rất là nhiều nhạc của Hồng Kông mà thập niên hồi xưa luôn. Nhưng mà Ngân không thể on nhạc được mọi người. Tại vì Ngân thấy toàn là nhạc bản quyền không à. Nhưng mà rất là hay luôn. Nói chung vào trong đây cái không khí Hồng Kông nó rất là nhiều luôn á. Hai Ngân cũng đang tạo dáng để chụp hình nè.
cái màu của cái cầu thang họ làm theo kiểu cũ và xưa, nhìn rất là phong cách Hồng Kông luôn. Hẻm bia này có tên là Lost in Hồng Kông. Ở Sài Gòn cũng có nhiều hẻm bia nha mọi người, chứ không phải có một cái đâu nha, coi chừng nhầm á. Ở đây họ có decor mấy cái hũ rượu trong phim Hồng Kông mình hay xem á mọi người. Đó, rất là nhiều luôn nha, có mấy trái bầu hồ lô nữa. Cái chỗ này, cái view này chụp hình đẹp nè mọi người, nhưng mà họ bắt bàn ghế ở đây rồi nên không có đứng chụp được. Nhìn nó giả như một cái hiệu sách vậy ha. Nhưng mà thật sự nó chỉ là tranh dán ở trên tường thôi mọi người, nhưng mà cảm giác rất là thật luôn á. Bây giờ thì Ngân sẽ kết thúc video nha, tại lúc này là anh phục vụ anh nói Ngân là không được sử dụng máy cơ nữa rồi, cho nên Ngân sẽ off máy tại đây. Bye mọi người.